hôm nay anh Tòng với chị Thơm đại diện Mạnh Thường Quân chưa thơm. Để trời bỏ vô mới chụp hình với bà. Nói đây nè. Rồi, cảm ơn quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Bạn này 59 tuổi hả? Chưa bán. Rồi hôm nay là 30 tây tháng 1 2023 thì Phương Linh Mỹ Tho. Bà ra ngoài ngó xe đi. Đại diện quý Mạnh Thường Quân nhóm Mỹ Tho xưa và nay tham quan Quỳnh Chí Hiếu gửi cho hoàn cảnh đây là em đốt tên cái gì đốt cái gì hoàn cảnh thì Thu Trúc 59 tuổi. Đây là 500.000 là xuất quà nghĩa tình của nồi thịt kho tàu Tết, nồi thịt kho Tết nha. Đây là Quỳnh Chí Hiếu trợ viên. Rồi đứng ra khoan chụp hình luôn nha. Hay sao bà rồi lên. Đó. Bỏ. Ủa bỏ video bỏ làm sao? Trời ơi.